Đây là chiếc xe Toyota Avanza, một chiếc xe 7 chỗ MPV cỡ nhỏ của nhà Toyota. Khoang sáng gầm xe cao giúp chúng ta linh hoạt trong quá trình sử dụng, khả năng chuyên chở 7 người, khối động cơ tiết kiệm nhiên liệu và cùng với đó, chương trình khuyến mãi đang được hỗ trợ ngay 50% lệ phí trước bạ khi mua mẫu xe này trong tháng 8. Mức giá tốt, chương trình khuyến mãi sâu, bảo hành lên tới 5 năm 150.000 km. Đây là nhóm trong những chiếc xe mũi nhọn của nhà Toyota với những trang bị công nghệ vừa đủ để chúng ta sử dụng một chiếc xe như gia đình hay phục vụ kinh doanh, và cùng với đó thời gian bảo hành dài cùng với nó mang lại chúng ta cái giá trị sử dụng khi mẫu xe Toyota này là một trong những cái mẫu tiết kiệm nhiên liệu và mang lại chúng ta cái giá trị lợi nhuận cao nếu như kinh doanh đúng quy định. Mức giá hiện tại khi mua xe lại còn thấp nữa. Chúng ta hãy cùng em Vân tìm hiểu chi tiết về chiếc Avanza phiên bản số tự động màu bạc anh tím đang có tại showroom Toyota Hùng Vương nha. Và đừng quên tặng cho em Vân một nút like, một đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh xe uy tín nha. Bên em vẫn đang hỗ trợ thu cũ đổi mới tất cả dòng xe. Quý chị nào đang có xe cũ muốn bán đi, không sử dụng tới hay muốn đổi cũ lên form mới của nhà Toyota, gọi ngay cho em Vân vào số hotline được tư vấn chi tiết nha. Mức giá cạnh tranh là quý anh chị. Và bây giờ thì dành những khách hàng nào mà chưa rành về chiếc xe Toyota Avanza này, chúng ta hãy cùng em Vân tìm hiểu chi tiết về những trang bị trên chiếc xe này nha. Và nhờ những khách hàng nào đã biết quá rõ về chiếc xe này rồi, chúng ta có thể cua đến cuối video để biết chi tiết về mức giá, chương trình khuyến mãi để chúng ta thể dễ dàng lựa chọn một mẫu xe, mức giá phù hợp và những cái trang bị trên xe đầy đủ nha. Đầu tiên thì form dáng cách thiết kế chúng ta có thể thấy được, đây là một chiếc MPV cỡ nhỏ, form dáng khỏe khoắn, mạnh mẽ. Trang bị trên xe đầy đủ với trang bị bóng đèn chiếu sáng phía trước là bóng đèn full LED cho cường độ ánh sáng rất là cao ở trên cái bóng đèn LED phản xạ đa hướng này. Và cùng với đó thì nó sẽ giúp chúng ta di chuyển vào ban đêm và vận hành một cách dễ dàng hơn trên chiếc xe Toyota Avanza của chúng ta. Phía dưới này, đèn sương mù sẽ là bóng đèn halogen để bổ trợ thêm cho bóng đèn chiếu sáng phía trên của chúng ta, giúp chúng ta đi đa địa hình hơn đối với mẫu xe Toyota Avanza này. Và cùng với đó phiên bản số tự động thì nó sẽ có thêm cảnh báo đêm mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang để giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe dễ dàng hơn. Mặt lưới tăng nhiệt to bản với những cái thanh ngang lớn tạo cuốn hút cho chiếc xe Toyota Avanza này. Đó, và phía trên sẽ có một thanh trang trí được sơn màu đen bóng, logo dập nổi mạ chrome tạo điểm nhấn ở các phần đầu xe. Tổng quan với thiết kế liền mạch và những cái đường góc cạnh cho chiếc xe Avanza chúng ta một cái phong dáng rất là đẹp đủ quý anh chị. Về phần hông xe nào? Hông xe trục cơ sở cũng rất là dài trên cái chiếc xe Toyota Avanza này. Và về bộ mâm bánh xe thì cũng sẽ được trang bị với bộ mâm đúc phay xước kích thước là 16 inch cho phiên bản Avanza này. Tháng trước tháng đĩa, tháng sau tăng năng chống. Tháng trước thì giúp chúng ta tản nhiệt tốt hơn, tháng sau thì sẽ cho chúng ta cái khả năng chịu lực và chịu tải tốt hơn ở trên chiếc xe Toyota Avanza này. Những đường dập nổi gân guốc ở trên chiếc xe tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Và với những cái thông số về chiều dài, chiều cao, chiều rộng tổng thể này sẽ giúp cho chúng ta có được một chiếc xe Avanza khỏe khoắn, mạnh mẽ, rộng rãi, tiện nghi ở trên chiếc xe phiên bản số tự động này với mức giá 598 triệu chưa bao gồm hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ và giảm giá của đại lý cho tháng 8 này nhé. Gương thì sẽ được chỉnh điện, gập điện, tích hợp đèn ray dạng LED trên gương và như em Vinh có nói vừa lúc nãy luôn là có cảnh báo đi mù và cảnh báo phương tiện cắt ngang đầy đủ ha. Và gương thì đặt xuống dưới đây cho góc nhìn tốt hơn. Tay nắm cửa sẽ sơn cùng màu thân xe. Ra vào xe thì với cái cách mở cửa như thế này rất là dễ dàng quý chị ha. Đó, và chúng ta sẽ cùng di chuyển về cái phần đuôi xe nào. Tổng quan về cái phần đuôi xe thì chúng ta thấy được này, một cái cách thiết kế hài hòa cho chiếc Avanza của chúng ta với những điểm nhấn nhá vừa đủ, cụm đèn sử dụng bóng đèn thiết kế 3D dạng nổi và hoàn toàn là bóng LED ở phía sau tạo điểm nhấn cho chiếc xe này. Đó, an toàn phía sau, cảnh báo đêm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang. Đó, hai cảm biến, một camera lùi. Mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ có 5,8 lít đối đường kết hợp thôi. Trong đô thị là 6,9 lít, ngoài đô thị có 5,1 lít thôi. Rất là tiết kiệm cho một chiếc 7 chỗ. Xây kính sau, gạt mưa phía sau, đèn báo phanh trên cao và anten dạng vây cá đầy đủ quý anh chị ha. Và về phần cốp xe thì Avanza mặc dù là một chiếc xe 5+2, 7 chỗ, khi sử dụng full 7 chỗ ngồi chúng ta vẫn còn một cái cốp xe để tầm khoảng 2 đến 3 vali. Nếu vali lớn chúng ta dựng lên để được 2 cái, còn nếu mà vali nhỏ chúng ta để được 3 cái phía sau đây. Vẫn rất là thoải mái trong chiếc xe 7 chỗ nha. Bởi vì những cái dòng xe 7 chỗ này thì bắt buộc chúng ta phải đánh đổi thôi. Nếu mà trường hợp mà chúng ta muốn để nhiều đồ hơn thì có thể gập phẳng hàng ghế này xuống, hoặc là chúng ta tận dụng những cái phần phía trước chân chúng ta để chở được nhiều người và để nhiều đồ thì nó rất là khó. Nên chúng ta nên tận dụng những khoảng không gian trên chiếc xe này. Đó, chứ trong không gian nội thất xe thì rất là rộng rồi quý chị, chúng ta thể nhìn thấy trong video em Vân đang quay ha. Đó, và để chi tiết hơn thì bây giờ chúng ta sẽ cùng em Vân đi vào cái phần nội thất phía bên trong của chiếc xe Avanza này. Đầu tiên đó chính là khoang lái rộng rãi thoải mái với những trang bị như là ở phía bên đây chúng ta sẽ có tay nắm cửa mạ chrome, những nút bấm lên xuống kín như cửa tài, một chạm chống kẹt, chỉnh kính điện, gập kính điện tự động này. Đó,
Ghế thì nguyên zin của xe này sẽ là ghế nỉ. Nguyên zin xe này sẽ là ghế nỉ nha. Những khách hàng nào mà muốn trang bị ghế da thì cứ trao đổi trực tiếp với em Vinh. Trong quá trình sử dụng xe và mua xe thì rất nhiều khách hàng đã trang bị ghế da tại đại lý Toyota Hùng Vương và chất liệu ghế thì rất là tốt. Nhưng mà trước khi lên hợp đồng quý anh chị nhớ trao đổi trước với em Vinh nha. Chứ lên hợp đồng rồi thì mọi khuyến mãi đã được chốt với này bên đại lý rồi thì chúng ta sẽ không có thay đổi hợp đồng hay là tặng thêm được đâu. Nên chúng ta lên chốt trước khi mua xe, trước khi lên hợp đồng ha. Đó. Khi mà khởi động xe lên thì chúng ta phía trước mặt sẽ có một cái màn hình đa thông tin 4.2 inch nhỏ nhỏ phía giữa đây. Thì những cái thông số để báo tới người lái trên đây. Ngoài ra thì sẽ có hai động cơ, thiện vọng tô máy và tốc độ xe của chúng ta. Đó. Đèn phía trước điều khiển bên đây và gạt mưa phía bên đây. Đó. Những nút bấm trên vô lăng, tăng giảm âm lượng và đàm thoại rắn tay. Ngoài ra chúng ta sẽ có một cái màn hình lớn 9 inch có kết nối Apple CarPlay và Android Auto, kết nối Bluetooth USB trên đây. Hệ thống cam lùi cũng sẽ được hiển thị trên đây, cũng khá là sắc nét và có vạch kẻ luôn cho chúng ta để dễ dàng vận hành, kết hợp với này hai cảm biến ở phía sau. Phía dưới điều hòa chưa phải là điều hòa tự động nhưng mà có chế độ max cool, điều hòa này điều hòa cơ nha, chế độ max cool làm lạnh rất là nhanh. Ngoài ra thì những cái điều hòa cơ được thiết kế theo dạng nút bấm này thì rất là dễ dàng trong quá trình sử dụng và nhìn thẩm mỹ hơn rất là nhiều, đúng không quý vị? Nút đèn start stop và phía dưới là hộp số CVT cho chúng ta. Đó. Rồi, phía trên thì chúng ta có thể thấy được có những vị trí như là chúng ta thấy được ở trên đây là những cái vị trí như là tấm che nắng này, sẽ có gương đó đầy đủ cho chúng ta. Và phần trần được làm màu kem rất là đẹp, đúng không quý vị? Đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước. Xe còn được trang bị tới 6 túi khí, nên chúng ta ngồi trên xe sẽ an toàn, yên tâm bảo vệ người lái và hành khách trên xe tốt hơn. Đó. Hàng ghế thứ hai đây, rộng rãi, thoải mái. Đó. Và phía sau sẽ có những cái ví như là jack sạc chân USB ở phía dưới đây. Đó. Hai dàn lặn, một dàn lặn ở phía trên đây nữa, chúng ta điều chỉnh tốc độ gió độc lập ở phía sau. Hàng ghế thứ hai và hàng ghế thứ ba thì các vị trí ngồi đều được chỉnh tự đầu theo sở thích của chúng ta và chiều cao, và cái phần trần được làm rất là cao, vị trí ngồi hàng ghế thứ ba cũng rất là rộng rãi thoải mái. Đó, chiều cao mà dưới 1m7 chúng ta ngồi thoải mái nha, nên không có chật đâu quý anh chị. Chiếc xe nó được tối ưu khoang không gian nội thất phía bên trong một cách rất là chi tiết. Ngoài ra thì Avanza cũng được trang bị những tính năng bổ trợ an toàn 6 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ khách hàng gang dốc đều sẽ có trên chiếc xe này, đảm bảo vận hành chiếc xe này vừa tiện nghi, tiết kiệm và lại còn an toàn cho chúng ta nữa. Mức giá thì hàng rất là tốt, nếu trừ đi 50% lệ phí trước bạ tương đương 29.500.000 gọi cho 30 triệu được quý anh chị ha, thì chiếc xe này chỉ còn lại là 568 triệu thôi là giá xe gốc, chưa bao gồm giảm giá của đại lý. Và mức giá chi tiết cụ thể sau khuyến mãi sẽ như nào, chúng ta cùng em Vinh tiến vào mức giá của chiếc xe này nha. Và đó là về một vòng tổng quan về chiếc Avanza phiên bản số tự động của chúng ta. Và bây giờ chúng ta cùng em Vinh tiến vào được mức giá chiếc xe này nha. 598 triệu là giá xe gốc chúng ta sẽ phải bỏ ra để sở hữu được chiếc xe này. Xe này đang được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ tương đương 29.400.000 đồng, gần 30 triệu dành cho chiếc xe này đối với phần thuế trước bạ và đại lý hỗ trợ cho khách hàng. Ngoài ra còn có giảm giá tiền mặt nữa. Nếu như lăn bánh tại thành phố Hồ Chí Minh mà chưa khấu trừ chương trình khuyến mãi của chiếc xe Avanza này sẽ có mức giá là 691 triệu tại các tỉnh lân cận Đồng Nai, Bình Dương, Long An, còn lại 672 triệu. Trừ đi giúp em Vinh 30 triệu còn lại bao nhiêu? Nếu ở tỉnh, chiếc xe này chỉ còn lại là 641 triệu thôi để sở hữu được chiếc xe này. Mức giá quá tốt quý anh chị ơi. Và chưa bao gồm chương trình giảm giá của đại lý nữa là chúng ta đã được hỗ trợ tới mức đó rồi. Giảm giá đại lý này, tặng thêm phụ kiện này và cùng với đó các chương trình hậu mãi các mốc bảo dưỡng 1.000, 5.000, 100.000 và 50.000 dành cho khách hàng khi mua xe tại Toyota Hùng Vương nữa. Những chương trình hậu mãi đặc biệt chỉ có tại Toyota Hùng Vương. Nên những quý anh chị nào mà đang quan tâm về mức giá lăn bánh cuối cùng về địa phương của chúng ta nó sẽ là bao nhiêu? Giá vừa báo là các tỉnh lân cận thôi nha. Đó, một là Bình Dương, hai là Long An thôi, các tỉnh xa hơn như là Tây Ninh, đó, Lâm Đồng, Đà Lạt hay là Đắk Lắk thì nhiều, hoặc các khu vực tỉnh miền Tây như là Sóc Trăng, Trà Vinh thì mức giá chi phí mà đi đăng ký hộ nó sẽ cao hơn một chút xíu. Và để biết thông tin chính xác nhất, quý chị cứ gọi trực tiếp cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cái chương trình khuyến mãi hấp dẫn nhất khi mua mẫu xe Toyota Avanza này nha. Và nhà những quý chị nào mà muốn đến trực tiếp Toyota Hùng Vương để chúng ta coi xe, lái thử hay trải nghiệm xe, hãy tới tại số 26 Kinh Dương Vương, phường 13, quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Nhớ trước khi lên thì gọi vào hotline để gặp trực tiếp em Vinh, để em Vinh chuẩn bị xe, chìa khóa quý chị lên cái được xem xe, lái thử trải nghiệm xe ngay để chúng ta có thể đưa ra cái phương án mua xe dễ dàng, nhanh chóng nhất khi đến với Toyota Hùng Vương nha. Về chương trình trả góp đang được hỗ trợ mức lãi suất 4.9%,
Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng và nhanh chóng, vay được tới 80% giá trị xe. Mọi thông tin chi tiết về trả góp hàng tháng bao nhiêu, hồ sơ cần những giấy tờ gì, quý vị cứ gọi trực tiếp cho em Vinh vào hotline sẽ được tư vấn báo giá chi tiết nha. Hoặc kết bạn Zalo bằng số điện thoại video hình cũng được. Và đừng quên tặng cho em Vinh một nút like, một đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để nhận được thông báo mới nhất từ kênh Xe Về Tỉnh nha. Em xin cảm ơn.